Hay đây ha, là sữa Ensure, nó có homemade vanilla, hương vị vanilla. Đây là cái hương vị là strawberry 24 lon, giá là 31,99 là $32, rất là quý, hệ thay thế hoàn toàn một cái bữa ăn các bạn, là một bữa ăn và Abbott của Mỹ chế tạo, và dung tích là 237 ml. Có thể điều kiện khống chế lượng tiểu đường và calorie là 180 calorie, 10 gram chất đạm các bạn, và hương vị là vanilla và sự lựa chọn number one của bác sĩ vanilla. Còn đây là hương vị strawberry, tức là khoảng hơn một đô chút, hơn một đô một lon này, rất là quý cho các bệnh nhân tiểu đường. Đây là cái hương vị chocolate các bạn, đúng rồi, sô cô la, giá cũng vậy, thay thế hoàn toàn một bữa ăn các bạn ha, 24 lon cho một tuần, đó là 32 đô, đó là giúp cho mình có thể điều khiển hoặc control được cái lượng tiểu đường các bạn, rất là quý dành cho người bệnh.